Tại buổi lễ, các đại biểu đã trồng 10.000 cây mắm trên diện tích 5 hecta. Mắm là loại cây thích nghi tốt với vùng đất ngập nước ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích rừng tại tỉnh Sóc Trăng không lớn, đai rừng hẹp nhưng đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đê biển, phòng chống xói lở bờ biển, cố định bãi bồi, ngăn mặn xâm nhập, cân bằng môi trường sinh thái vùng ven biển tuy nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu đã và đang đe dọa hệ thống đê biển và sản xuất nông nghiệp vùng ven biển hoạt động trồng rừng do các đơn vị phối hợp tài trợ có ý nghĩa quan trọng trong việc gia tăng diện tích rừng phòng hộ ven biển của tỉnh giảm phát khí thải nhà kính góp phần chắn sóng bảo vệ đê biển